2 của Ngô Vĩnh Hòa. Rất hay, suýt chút nữa thì đã có điểm Eagle dành cho Ngô Vĩnh Hòa. Rất hay. Bây giờ sẽ là cuộc đánh tiếp cận cờ của Tuân Gia Park Soccer. Quá hay. Rất hay, một cơ hội bớt đi nữa dành cho Nguyễn Anh Minh. Đánh thứ hai của Ngô Vĩnh Hòa. Sau 8 hố gôn đầu tiên thì Ngô Vĩnh Hòa đang có 4 điểm bớt đi và chỉ bị một điểm bogey ở hố gôn số 7 par 5 mà thôi. Đó là một pha tấn công cơ khá tốt của Trần Đức Thắng. Rất hay, suýt chút nữa thì đã có điểm hole in one. Đánh khá tốt của Ngô Vĩnh Hòa, cách quá thuận lợi cho một vị trí cờ trước như thế này. Quá hay, sở trường của Nguyễn Anh Minh, cách 140 đến 160 yards. Rất hay. Tuy nhiên bóng lại hơi xoáy ngang một chút, điểm rơi của Nguyễn Anh Minh trong cú đánh vừa rồi chỉ cách cờ khoảng 2 feet mà thôi. Nhịp rất hay của Lưu Văn Tuấn, đấy là tap in cho một điểm birdie. Bóng sẽ bắt đầu bắt tốc xuống, đang đổ gần vào trong vị trí cờ, một vị trí thuận lợi cho Nguyễn Anh Minh để có thêm một điểm birdie nữa. Cũng hay không kém và vị trí của Tuyên Apex chỉ còn 2 feet mà thôi. Quá hoàn hảo. Đánh quá hoàn hảo của Tuyên Apex Soccer. Nam trong những năm tới. Phát bóng của Arena Trần. Đó là một pha phát bóng tốt của Arena Trần. Rất hay. Bóng của Hồ Anh Huy đã on green. Đó là một cú đánh rất tốt của Vũ Tuấn Khoa.